Báo cáo quý vị, lúc này đang là sáng ngày mùng 10 tháng 7 2019 và đây là chuyến thứ hai chuyển hàng mộc từ trong tầng 1 khu A để ra Sường Sơn. Thì chuyến này như vậy là đầy đủ một bộ số, cái này 1F60 đúng không? Bộ 1F60, bộ gỗ cụ tao Quảng Bình cột 10. Bộ này chỉ ra 60 triệu. Và một bộ gột nho thì thiếu hai ghế. Tức là nó bộ hôm trước mang ra 2 ghế rồi đúng không? Còn hôm nay mang nốt 2 ghế này, 2 đôn và một cái bàn. Như vậy. Và chuyến này dự kiến khi về sẽ mang bộ trường kỷ và sửa về. Để đang quay tại tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Hôm nay thì mát mẻ ra, chúng tôi chuyển hàng ra và chuyển hàng vào rất nhiều. Nhưng hôm nóng quá là thôi. Bởi vì đi xe trần thì mình nắng quá mình không muốn đi. Tạm biệt quý vị.